Công ty anh làm gì ạ? Công ty anh làm về lĩnh vực gì ạ? Của IT á. Công ty anh làm web hay ứng dụng gì? Web. Web. Chưa để. À không không, không phải chuyên đề tốt nghiệp. Em có xin đi đâu. Em tưởng anh không có nước. Mày cho mày nói thực tập. Đúng không? Có phải đấy. Sao khó? Đi tập có phải đấy. Sao khó? Đốt xin đấy. Giờ đốt xin được năm sau đấy thì. Và ai? Giờ xin thực tập gắt lắm. Thực tập. Em thấy toàn không lương. Ừ, không lương cũng làm được được mà đã. Và ai? Game tập khác thì chắc được. Không game khác chắc được. Game nghe ổn. Mày chơi xin được anh biết. Mày thấy có ít hơn web nhưng mà em mình né web ra mà từ những năm 2 năm trước em thấy nó đông vãi đái ra. Thằng nào cũng vào web. Dạ nổi lên cái AI đấy là học ổn không em? Ờ xong rồi.